còn lóng vòng. Lúc nãy thì chẳng lấy luôn, lấy luôn cái dao nhỏ đi. Thế còn đưa lên đây là mình đi về lấy. Lười, lười, lười. Thế con làm món gì? Trái không được. Con cuốn tả. Tả thì hiểu được. Gọi là chẳng mang tha là po. Chẳng mang tha là po. Hay là để mình chế biến này. Mình lao đẳng cấp quá đi. Đừng đua. Muốn đốn độc cái gì? Muốn độc gì lạ cho ngon bổ rẻ gì? Thánh ở đây này. Thánh độc gì lạ ngon bổ rẻ. Để mà đệ chế biến cho mọi người xem này. Đợi mà đệ ca của mà lên thì sẵn ăn rồi. Mà đệ ca ăn hại. Mỗi khi tân bảo mình ăn hại hôm nay, mình cho bất ngờ. Lên là chế biến xong rồi. To nè. Thái ra, băm ra. Băm khúc khúc ra. Xong rồi. Xong rồi. Dễ nấu. Dài thế. Cái này sẽ băm nhuyễn ra chị ăn luôn. Đằng nào cũng không mang đũa. Mang thìa. Băm ra cho nó mềm. Vào ăn cho nó tươi, cho ít quay tươi và ăn cho nó tươi. Rồi. Chẳng có gia vị gì nữa nhỉ. Để nấu. Đây là cái gì đấy? Súp à? Chắc là Mà Đại Ca làm cái này để làm đậu phụ. Nhảy nhé. Nhưng mà chắc sạch rồi. Mà lại cầm làm ăn nhé. Hèn. Này nè. Hèn. Này nè. Rồi. Rồi. Chà.
là món gì nhỉ? Nướng nhá. Đi giật tay phát ra. Quay lại mình chế biến ẩm thực. Từ từ ơi. Quên mất là nhà mình có gia vị, thế nên mình phải ướp trước. Tiền. Ướp thầm. Ui nhiều quá. Cho mắm vào. Mắm mà thơm lắm đấy. Một chén, hai chén. Ui. Phải tính bằng bát. Dẻo ơi, một chén. Món này hơi bị đậm đà đấy. Đậm đà. Rồi. Thao đậm luôn. Cho một ít dầu nữa. Nấu ăn nữa, ăn nấu phê. Pizza thịt.
Sure. Ngon phết đấy. Cắm chân đi. Úp luôn lại này bạn. Xé bớt một cái chữ thừa đi. Nhìn nó hoành tráng không? Chụp lại xong bắt đầu bỏ cái này ra, đốt nó cháy hết, cho bụi vào ở trên thế này, đốt thì nó mau đại ca lên săn ăn. Không biết mau đại ca mang thi ở không nhỉ? Món này chắc chắn ăn như kiểu súp, ăn như thi ở ấy. Đây gọi là đây mình chế biến thành mì ấy. Đây là gọi là súp thịt kim, súp thịt omachi làm từ khoai tây chiên súp nguồn. Mày vừa đốt lửa đúng không? Đúng rồi. Mày ra còn cứu vãi. Không. Hả? Lâu rồi, em nướng chắc chín rồi. Cái gì làm vừa mới đốt tao thấy chắc chín rồi, im màu. Im màu. Mày lại làm hỏng nữa của tao đấy. Có anh làm hỏng rồi, cậy em. Rồi lần này mà làm hỏng thì tao biết. Cậy em nấu. Này. Anh cần canh một mình anh nấu ấy. Hỏng thì tao xin tiền tiết nhá. Đúng rồi. Này. Không chín nữa, biến lên cái chủ. Mày nhớ đấy. Ok. Con lợn này, để cho củ gà như này. Anh bỏ đai nhưng mà cho vào. Chỉ phá đám rồi. Sao cả cái nơi lại hết rồi? Anh cho đất vào đây. Sao rồi đây? Mày bị điên à? Anh bị thử hôi đấy. Mày rổ à? Anh thử hôi đấy. Em cho vào thì nó mới ngấm gia vị. Thôi chung là thôi. Chấp nhận lần sau không để sẩy mày đã. Anh đi thì nửa tiếng đồng hồ ấy. Có 15 phút. Chắc lại đi ăn kẹo một mình ấy gì. Tao chỉ còn mày ăn kẹo ấy. Xem chưa anh ơi, anh bảo là anh không có tiền này. Cái gì thế đấy? Là anh đi ra đường ngõ. Cái gì đấy? Em chảo thịt ra. Sao lại vứt bỏ hết thịt này? Mỡ ơi. Mỡ cái gì đây là gân mà. Gân ăn được à? Chẳng gân là ăn được à? Đây nữa. Anh lấy mà nướng. Tao rửa nướng. Hôm trước anh bảo không có tiền này, chảo ra đường ngõ ăn kiểu mút phồng mồm ấy. Ui nóng này nỉ má này anh nhỉ. Mình là thằng mày nướng lâu chưa đã? Ui lại hỏng cái chậu. Anh ơi. À, cái chậu này. Anh mà gạt ra mà không chín là tại anh ấy. Nhưng mà mày nướng lâu chưa? Một lúc rồi. Thôi được, nếu mà không chín thì tao còn sửa được. Có sửa được. Chứ để không chín là tại anh. Để mà hỏng mất phí cả đồ ăn. Tại anh ấy. Ui anh ơi, gạt sạch ăn luôn sạch chỗ. Ăn luôn ngồi nào được đây mà ăn. Ngồi được. Ui đây này. Được đấy. Đây này.
nhìn như kiểu là bánh trung thu luôn. Anh ấy em kinh điển không? Sơn, mày làm kiểu gì đấy? Pizza đấy. Pizza? Đoán thế. Nhìn giống pizza chưa? Với cả bánh khoai rán nữa. Lấy con dao đây, tao lót ở dưới nhấc cho đây. Tay ai làm mà kinh thế. Được. Chỗ đẹp không? Anh đừng có làm mỏng tác phẩm của em nhé. Sa ngon đấy. Tao chưa hiểu mày đang lại mày làm cái gì đây cơ. Đấy, sang đây. Anh ơi sang đây xem cá lóc luôn. Trời ơi. Mà tao chưa hiểu là nó là cái gì đây cơ. Cái thịt em băm ra. Với cả mà tao đem theo mắm muối mì chính, với cả dầu ăn, với cả khoai tây, với cả bột khoai tây. Mời tất cả mọi người nhé. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Ăn giống khoai tây béo ấy. Tao chả thấy ngon gì cả. Tao chỉ thấy đưa tao thử lại miếng nữa. Sao mặn thế? May là em còn bỏ bớt thế đấy. Lúc nãy vì đổ quá nhiều. Bây giờ mọi người nhá. Ăn béo lắm. Thịt đâu? Mới băm bóng à? Mới băm hết à? Ừ. Ui dồi ôi, để tao nấu súp thì... Ui dồi. Khoai tây này ăn béo lắm. Ăn khoai tây à? Đây là húp à? Súp nướng. Đây là súp nướng à? Không ngon lắm. Ngon rồi. Ngon không? Không ngon lắm. Không ngon thì ngon. Ăn tạm thôi. Ăn tạm. Ăn tạm là ngon không? Được. Được là ngon không? Ăn được. Ăn được là ngon không? Ăn được. Ăn được là ngon không? Không ngon lắm. Không ngon lắm là ngon không? Mày bị rồ à? Hả? Không ngon lắm, ăn được. Không ăn được thì rồi. Ăn được cơ mà. Ngon không? Ngon thì ăn. Ngon, ngon. Ngon thế này bảo ngon. Mà ai bảo mày làm kiểu này? Cái đời anh còn lâu ấy. Nước cục thịt ấy ngon lắm. Được ấy. Mày hình như mày ướp hơi nhạt đấy, sao mày không đổ thêm ít mắm nữa? Sống ấy. Sống cái gì? Được rồi, thịt lợn rừng sống chén được hết. Nhưng mà tao thấy cứ thế nó hôi hôi như thịt bò ấy nhỉ. Mà bây giờ chả thấy mùi hôi, mùi như kiểu bánh đậu ấy. Bẩn vãi, tao nói vui. Bẩn. Tao ai chung là bẩn nhà gì vui. Ô bà, mày đi mày bay được gì không? Tăng 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 tăng. Ý vậy là vậy. Cái rồi mà cho cái kia bạn nhìn ăn như kiểu bã đậu ấy. Bã đậu á? Ừ. Ăn rồi vui. Không ngon lắm. Ngon, béo. Béo mà.